Đứng lại. Tôi nhắc lại, tuần vừa rồi sản lượng của đội chúng ta bị chậm, nên tôi yêu cầu tất cả mọi người tuyệt đối không được đi làm muộn và hạn chế tối đa làm việc riêng ở trong giờ. Cho đến khi đơn hàng được kết thúc ấy, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ một việc xin nghỉ hay là vắng mặt đột xuất. Ôi, anh ơi. Vì bất cứ lý do gì. Nhưng mà có việc quan trọng thật thì sao ạ? Gửi đơn trước 2 ngày, tôi xem xét. Chồng ốm còn ốm thì sao anh? Giờ ốm đau ai biết trước đâu mà xin phép ạ? Không nói nhiều nữa, quy định đã có rồi, cứ thế mà thực hiện đi. Vào làm việc đi, mà tốt nhất ý, đừng có ốm. Úi trời ơi, đúng là soái ca đông lạnh. Nói chuyện với phụ nữ mà mặt không giãn ra luôn. Này, đợi tao với. Vào cùng tao, không lát anh Hùng lại chửi tao sấp mặt. Phóng bạt tóc lên đây mới biết mình còn sống. Ông già dưới quê lại có chuyện gì à? Lát tan làm, tao lại phải phi về đấy giải quyết nốt. Mà có tiền không, mượn một ít, tới có lương tao trả. Chân mày làm sao đấy? Hôm qua tao bị ngã xe, nhưng mà giờ đỡ hơn rồi. Qua đi. Cô Thoan. Dạ. Làm cái gì mà giật bắn người lên thế? Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh em lại bị hồi hộp. Nghe tôi hỏi đây. Dạ. Thế đã bình tĩnh để trả lời chưa? Một chút rồi ạ. Không hỏi đâu. Nó đi vệ sinh anh ạ. Con sao rồi anh? Nãy anh vừa sốt lại, anh cho uống thuốc rồi, giờ đang ngủ. Anh phải để ý đấy, không được rời mắt khỏi con đâu. Kể cả là hạ sốt rồi thì cũng không được cho con ra ngoài sân chơi, trời nắng nôi như này. Ừ, nhớ rồi. Này, nãy bảo mai mẹ Hoài được nghỉ, thịt lắm, kêu là muốn bố mẹ cho đi chơi. Thế là xin nghỉ chưa? Thôi, em bảo làm đã. Em mới ra ngoài đây có một phút thôi ạ. Đây là lần thứ 3 trong sáng nay cô ra khỏi chỗ rồi đấy. Em xin lỗi, nhưng mà con em ạ. Tôi không nghe giải thích. Đã đi làm thì tất cả những việc riêng việc gia đình phải tự thu xếp. Nghĩa là không có sự thông cảm nào ạ? Đúng. Không đảm bảo sản lượng thì kể cả tôi có thông cảm cho cô, tiền lương vẫn bị trừ. Đấy, hậu quả đấy. Lô hàng chiều ngày hôm qua, một số sản phẩm bị lỗi đường chỉ. Chiều nay ở lại tháo ra khắc phục cho tôi. Nếu không thì tiền lương tháng này của cô sẽ bị trừ nhiều đấy.